Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ Phật pháp rộng sâu rất nhiều màu, trong ngã một kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe thấy chuyên trì tụng nguyện tỏ như đang ngày nhiều màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Diệu Pháp Thánh Niệm Xứ quyển 2. Bây giờ tất cả các tỳ kheo trong chúng hội nghe Đức Phật nói vì địa ngục thiêu đốt chịu khổ vô lượng là buồn khóc, nước mắt như mưa, đền lại dưới chân Phật rồi bạch: hữu tình chịu tội ở các địa ngục này, tu nhân gì để được giải thoát các khổ não, ở đời vị lai không bị trói buộc, mau được giải thoát, cuối sinh đức từ bi, rộng giảng việc này để làm lợi ích cho đời vị lai. Lúc đó Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: hãy lắng nghe, lắng nghe, ta nay sẽ vì các ông mà phân biệt giảng nói. Hoặc là có người tu hành các giới trong sạch, xa điều tài chấp, ngu mê điên đảo. Nếu người đã tạo tội thì ăn năn không cho tăng trưởng. Nếu người chưa tạo tội thì ngăn ngừa không cho sinh, tu tập, nghe, nghĩ và các nghiệp lành để bỏ tham lam, kiêu kiệt, dối trá và bạo ác, tin sâu nhân quả. Do nhân duyên này sẽ không bị nỗi khổ địa ngục thiêu đốt. Đức Phật bảo tỳ kheo: hoặc là có người muốn cầu sự xa lìa thiêu đốt oán hại, không uống các thứ rượu, tu hành bố thí và giữ giới. Tỳ kheo nên biết, lỗi của rượu là trên hết vì phá hoại pháp lành, lỗi của rượu là trên hết vì có thể phá hoại sự sáng suốt của trí tuệ, lỗi của rượu là trên hết vì phá hoại sự an vui, lỗi của rượu là trên hết vì làm xa lìa bạn lành, lỗi của rượu là trên hết vì hay sinh các bệnh, lỗi của rượu là trên hết vì phá hoại sự giải thoát, lỗi của rượu là trên hết vì oan gia tìm được sơ hở, lỗi của rượu là trên hết vì tài vật tan mất, lỗi của rượu là trên hết vì tăng trưởng pháp không thật, lỗi của rượu là trên hết vì xa lìa cho bóng, lỗi của rượu là trên hết vì nói loạn việc phá trái, lỗi của rượu là trên hết vì tăng trưởng sự tán loạn, lỗi của rượu là trên hết vì hay sinh tham lam giận dữ, lỗi của rượu là trên hết vì tăng trưởng vô minh, lỗi của rượu là trên hết vì trung thực biến thành giả dối, lỗi của rượu là trên hết vì tiết lộ bí mật, lỗi của rượu là trên hết vì tăng thêm phiền não, lỗi của rượu là trên hết vì thành tựu địa ngục, lỗi của rượu là trên hết vì thiêu đốt căn lành, lỗi của rượu là trên hết vì hủy hoại tam bảo, lỗi của rượu là trên hết vì tiếng ác đồn khóc, lỗi của rượu là trên hết vì say sưa sắc mặt đỏ gắt, lỗi của rượu là trên hết vì bay mùi hôi hám, lỗi của rượu là trên hết vì tăng trưởng ba nẻo khổ. Tỳ kheo nên biết, rượu có thể hủy hoại nghiệp cõi sắc vô sắc, rượu có thể thiêu đốt bốn nghiệp thánh quả, rượu làm tăng trưởng các nghiệp bảo ác, rượu có thể làm không tin nhân quả chân chánh, rượu làm tăng trưởng các khổ phiền não, rượu có thể phát khởi bốn lỗi lầm của miệng của những việc sợ hãi, rượu luôn luôn khởi lên các sự dối trá cao ngạo, rượu có thể chế bai bạn lành tri thức, rượu có thể đem lại các nỗi khổ buồn lo, rượu làm tăng trưởng tất cả tội lỗi, rượu đọa hữu tình vào chốn chỗ tâm, rượu đọa hữu tình vào chỗ ngã quỷ và bàn sân, rượu làm xa lìa sự thông minh trí tuệ, rượu làm xa lìa chư thiên thần tiên, rượu có thể hủy hoại việc chuyển bánh xe Phật pháp, rượu làm tăng trưởng dâm dục hận hãi, rượu làm hủy hoại phần hành thân tình, rượu làm tăng trưởng ngã mạn buông lung, rượu giống như bão tố phá hoại thế gian, rượu làm hủy hoại não loạn các hạnh của trưởng giả, rượu làm quên mất tâm của nhẫn nhục, rượu làm mê loạn sự thông tuệ của thế gian, rượu có thể chế bai pháp giải thoát, rượu làm xa lìa giới trong sáng của chư Phật. Lúc này Đức Thế Tôn mới bảo các tỳ kheo: rượu có nhiều lỗi như vậy cần phải xa lìa. Tỳ kheo nên biết, những người uống rượu chỉ tham vị ngon, không nghĩ đến quả khổ, do nhân này mà đọa vào địa ngục chịu nhiều khổ sở. Từ địa ngục này ra rồi, họ đã sinh trong loài người thì lại ngu muội bần cùng, không tin nhân quả cho ba chánh pháp, coi thường sự hiền lành, thêm nhiều phiền não, dâm dục càng hừng hãy, xa lìa giải thoát, bảo ác trở buộc. Mãi may, một mảy may điều thiện cũng chẳng tu tập được, đó là cá nhân của cực ác. Lúc nào cũng gần gũi luôn hồi các nẻo, không lúc nào có được giải thoát. Tỳ kheo nên biết, suy nghĩ để xa lìa giả dối, phải luôn phải tu tập chánh hạnh, thận trọng giữ gìn ba nghiệp. Những tội khổ não kia sẽ chịu quả báo gian truân, cay đắng, đau đớn, khó chịu đựng, nhất định phải bị thiêu đốt. Thế nên tỳ kheo cần phải xa lìa tất cả tội lỗi và mọi sợ hãi. Tỳ kheo nên biết, mình tạo ra thì mình đánh chịu, người khác không thể thay thế được. Mọi nghiệp ác như sát sinh, chịu quả không sao tránh khỏi. Lúc đó Đức Thế Tôn nói kệ: tội lỗi thân ngữ nghiệp xoay tròn các nẻo ác, mình tạo mình trói người, mình trói mình tiện thể không thể cứu. Đức Thế Tôn nói kệ này rồi bảo các tỳ kheo: tất cả giận dữ và chạy dối phải nên xa lìa, vì nhân này sẽ đọa vào các đường ác, chịu nhiều điều khổ,
sau sinh trong loài người là bị nghèo khổ thấp hèn. Mỗi khi nói ra, tăng thêm nhơ bẩn độc ác gây thương tổn xâm hại đến người khác, giống như dao búa. Như ngạ quỷ tự mình chịu nghiệp ăn uống đều bị thiêu đốt. Nghiệp này cũng vậy, thiêu đốt điều lành, thứ sáu đồn khắp, thế nghe không vui. Hoặc có người trí sẽ liền ở dối, nói lời chân thật, mọi người đều tin, nhận tiếng tốt phản khắp. Giống như ngửi mùi thơm, ai nghe đều cũng vui vẻ. Tỳ kheo nên biết, nếu là có người nói lời chân thật sẽ liền khổ não, giả dối tài chấp. Giống như người ấy gánh phát thọ dụng cho bóng vậy, cũng như đèn sáng, chiếu rọi hình ảnh vật, nói chân thật cũng vậy. Ai nghe cũng đều tâm tọa, và nhân dân ấy mà được tự tại cõi trời. Người giải thoát các khổ để bỏ tiếng xấu ác giả dối, như có tài năng tính toán, an trụ chỗ cao đẹp nhất hướng đến giải thoát của cái vô lượng, giúp khắp người bằng cùng trí tuệ sáng suốt trang nghiêm đệ nhất, kho tàng tràn đầy xa liền phiền não. Nếu sinh trong loài người được tôn quý hơn hết, có thứ trang nghiêm tự tại đầy đủ, luôn làm lợi ích cho những hữu tình nhiều cùng cô độc, cho đến các bậc hiểu biết thể đều lợi lạc, luôn nói lời chân thật giống như lửa độc theo đốt hừng hực con đường hiểm ác như độc được lìa bỏ. Cho nên nói dối bất cứ lúc nào cũng cần phải lìa bỏ. Các trói buộc và những tội sợ hãi cũng phải lìa bỏ. Lần nữa này, các tỳ kheo hữu tình nói dối sẽ bị đọa địa ngục lớn giữa các bộ não, các thân ra từng phần giống như cánh hoa sen xanh, thế kệ giữa ngục di ma, vì người có tội kia mà nói kệ, nhân hư vọng địa ngục, các khổ tự tâm tạo, nước xa già có tận, nghiệp áo này không cùng. Đức Thế Tôn là bảo các tỳ kheo, nếu lại có người để bỏ nói dối như xả bỏ khổ sở, được vị ngon ngọt, tỳ kheo nên biết, tu tập trí tuệ ưa thích chân thật, tự thân trang nghiêm bằng công đức cao đẹp, giống như cam lồ có thể giúp lìa lỗi lầm, kẻ ngu si điên đảo mê muội không rõ nhân quả, thường hãy tạo ra các cái nghiệp ảo ác, tổn hại, oán ghét, tất cả tội lỗi đó luôn luôn không dừng, đọa vào địa ngục xa lìa sự vui và chân thật, hoặc được làm thân người, thế nghe chẳng vui, càng nhiều lỗi lầm. Rồi rồng chê bai nhàm chán ngu si giả dối, bạn lành mà như oán thù chưa từng vần củi, thường tập nhiễm điều ác, không khi nào tạm bỏ và chịu khổ, xoay tròn không có cùng tận. Tỳ kheo nên biết, người trí tu tập chân thật tối thượng giống như cam lồ xa lìa lỗi lầm, luôn luôn an lạc, cũng như niết bàn, khổ não không hại xa lìa vô nghĩa và bốn tướng, là như thánh cảnh ưa thích tối thượng, chân thật cũng vậy, nghe đều hoan hỷ. Là như nhà tối đèn sáng rực rỡ, soi rõ mọi vật, chân thật cũng vậy, nghe chẳng nghi ngờ chê bai. Là như thuốc hay có thể dứt hết khổ não cho đến ủy mị đều phải xa lìa, chân thật cũng vậy, giải thoát địa ngục và các khổ não, mơ mơ luân hồi trong các nẻo ác, lần lượt chịu khổ, nghiệp báo không cùng đổ vào các địa ngục, không được giải thoát, chịu nhiều khổ não, phát tiếng kêu khóc, bỗng nhiên trong hư không có tiếng bảo các tội nhân rằng, các ông chớ khóc, mình làm, mình chịu, chủ ấn giận ai, phiền não mê mờ cho lấp tự tâm giả dối không thể xa lìa, giải thoát các khổ. Nếu là có người thực không nói dối, giống như cam lộ ai cũng đều ưa thích, lợi ích cho mình và người. Nếu thực hành nói dối, giống như thuốc độc cũng hại đến mình và người, không được an ổn, giả dối cũng vậy, đó ở nơi nguy hiểm, chịu đại khổ não, như vậy đời đời ở trong giả dối, vì vậy phải lìa bỏ, tu tập tịnh hạnh, giải thoát các khổ, trang nghiêm chân thật các loại trí tuệ, tham lam mê hoặc và các nghiệp ác quyết định đoạn trừ không còn. Tỳ kheo nên biết hữu tình giả dối bị phiền não trói buộc, giống như các vật dụng như trượng, dao, kiếm làm tổn hại hữu tình có được an ổn. Nếu lại có người chân thật lìa dối ban cho tài pháp tuệ, làm nhiều lợi ích hữu tình, có đức cao đẹp sẽ không cùng tận để đánh mọi tự tại an vui. Nếu lại có người sẽ lìa chân thật và các trí tuệ, luôn tạo nghiệp ác xoay tròn trong các nẻo, chịu nhiều khổ sở như đau bên đói khát gió lửa, bệnh tật trôi nổi chìm đắm thiêu đốt, hoa gia chẳng phải một, các khổ tụ hội thúc ép đau đớn, tất cả bạo ác mình làm mình chịu nghiệp báo không sao tránh khỏi. Tỳ kheo nên biết phàm phu ôm lấy sự giả dối cho cái này cái kia là không nhân không quả và không tác dụng thế gian, tán loạn ngang trái, tăng trưởng pháp không thật, xa lìa pháp lành, hữu tình ngu mê chẳng rõ nhân quả, đòi vào chỗ tối tâm, luân chuyển không dừng, vô cùng khổ não. Đức Phật đại từ bi nói pháp hiếm có, chỉ bày các ngu mê kia cho họ, khiến tâm tỉnh ngộ để bỏ chúng ma và mọi sợ hãi. Đức Phật bảo các tỳ kheo hữu tình bị nghiệp lôi kéo đòi vào địa ngục, chỗ ở tối tâm thường nghe tiếng ác mê loạn sợ hãi, rơi vào hầm lửa thiêu đốt thân thể, dao khô thịt nát giống như khay khô,
vì do nghiệp lực gió mát chạm vào thân thể trở lại như cũ, nên tiếp tục bị thiêu đốt như trước. Khổ não do lụy chịu khổ như vậy, hết mới thoát khổ. Tỳ kheo nên biết sẽ tu nghiệp lành, xa lìa đường ác vì mọi khổ não, thì trời người vui thích tự tại đáng yêu, hướng đến niết bàn, hàng phục tham sân và các hoặc khác, khiến chúng không xâm hại, để bỏ tán loạn, không tạo điều ác, địa ngục chua cay đau đớn mà mãi chịu khổ nên sinh nhàm chán, thoát khỏi luân hồi. Nếu là có người giết hại chúng sanh ôm giữ của không cho, chứ bài tam bảo không cho nhân quả, tạo sự dối lừa làm xa lìa đó ở đây, thân tạo các nghiệp bỏ sẽ tham lam ganh ghét thường không để bỏ, sau khi mạng hết đọa vào địa ngục chịu khổ vô lượng lần lượt như vậy, chịu đóng trong đường ác không thể thoát ra. Tỳ kheo nên biết do nghiệp lực đời trước nó phải chịu xoay tròn sinh tử, trói buộc hữu tình không có cùng tận. Đức Phật bảo các tỳ kheo, nghiệp của thân ngữ ý nếu nhân ác sẽ đọa vào địa ngục ba thời chịu khổ không có dừng nghỉ, thà đem kiếm bén các lưỡi của mình, chớ để lưỡi này nói lời nhiễm dục. Vì sao? Vì do nhân này ở lên tham sân si, tặng nhiều nghiệp ác luân chuyển các nẻo, không được giải thoát. Tất cả đều do nơi giải dối, cái mắt vàng nhiễm dục. Đối với khổ cho đó là vui, khởi lên nghiệp phiền não, sống chết mãi với nó không thể xa lìa. Lại nữa, nó như cạm bẫy trong buộc hữu tình, nhiễm dục cũng vậy, trong buộc hữu tình, đọa vào địa ngục chịu quả khổ đau. Hữu tình ngu mê không thể xa lìa, nhân duyên nhiễm dục, nó lừa dối nên nó bảo ác tăng thêm thường hãy thiêu đốt điềm lành, không chút thương xót những lợi ích cho hữu tình. Tỳ kheo nên biết ngã chấp như núi, nghiệp ác như biển, phiền não dữ tợn đốt cháy liên tục, trói buộc chẳng bỏ, làm cho tướng mạo sâu ác kinh sợ, sầu não thường chẳng an ổn, giống như hư không có khắp tất cả mọi chỗ. Đó là nghiệp khổ não theo đuổi hữu tình luôn không lìa bỏ, không có chỗ nào mà không có sự trói buộc, hữu tình không thể ra khỏi, như tà kiến chấp ngã của thế gian lại rất kiên cố, khó mà sửa đổi, dính mắc và trói buộc mà không dừng bỏ. Khổ não thúc ép bản ác trói buộc, tổn hại gian khổ cay đắng, không chỗ nương tựa, luân chuyển trong sinh tử đi khắp tất cả, như lửa thiêu đốt chịu nhiều đau khổ không có cùng tận. Là nửa ngã chấp này điên đảo giả dối ngu tối mê loạn, hoặc chấp sao thần, hoặc chấp năm căn, hoặc chấp ý căn giả dối cho là cứu cánh, nên về phụng thờ mà cầu giải thoát. Do dính mắc giả dối nên ngã có thể tạo nhân cũng có thể chịu quả, do dính mắc này mà thân tâm càng thêm khổ não, chẳng thể xa lìa, chua xót đau đớn, khổ sở xoay tròn trong địa ngục. Sự dính mắc càng mạnh mẽ thì trói quấn càng liên tục, nguyên mê tạo tác các nghiệp ác càng nhiều mà chẳng hối hận, suy nghĩ tìm cách để hiểu rõ nhân quả, xa lìa lỗi lầm, hướng cầu giải thoát. Tỳ kheo nên biết nếu là có người tạo các nghiệp ác và chịu quả báo khổ sở cái đáng nơi ở nơi địa ngục cho đến kiếp hoài chẳng được giải thoát, trời đồng tán bộ chúng không thể bảo vệ. Vì sao các hữu tình này bị nghiệp lôi kéo và chịu khổ địa ngục? Khi cõi này hoài, nhân duyên của nghiệp ác sinh qua cõi khác ở chỗ khác là cũng chịu khổ không thể xa lìa. Nếu lại có người đối với cha mẹ hay là ý tưởng giết hại thì chắc chắn mắc tội rất nặng, vì như có người thường giao kiếm bán và ba cõi và tất cả chúng sinh, so sánh thì tội này còn nhẹ. Vì sao? Vì cha mẹ là ân đức, lại sinh oán hại là mắc tội rất nặng. Nếu là có người phá hợp tăng giết a la hán làm thân Phật ra máu, tội này rất nặng, bắt quả báo ở địa ngục vô gián, chịu khổ liên tục, tàn hại sợ hãi, luôn luôn trừng phạt. Có suy nghĩ tìm cách cũng không thể dừng nghỉ, sắc độc nung đỏ, đau khổ vô cùng, lại bị các pháp không thực trói buộc phá hoại làm cho sợ hãi, luôn luôn không dứt, điên đảo ngu muội, trên càng không thể xa lìa quả báo đau khổ. Cho nhân duyên này, nghiệp phiền não tiếp tục lôi kéo xoay tròn trong sinh tử, không được giải thoát. Tỳ kheo nên biết nhiễm dục nói dối nên sinh nhàm chán xa lìa, hối hận suy nghĩ mà xả bỏ hết, chấm dứt tham ái, chớ nghĩ như vậy mà xem thường sự dính mắc, lại tạo ra các nghiệp kia. Thế nên tỳ kheo, phiền não bản ác tà kiến điên đảo ông nên phá bỏ đối với các đường ác, vì bỏ nghiệp ngu si kia hướng cầu vô thượng vô biên tối thắng trí tuệ nhị không, làm lợi ích hữu tình, không bị đọa lạc địa ngục ngạ quỷ và súc sinh, chịu các kết quả không được như ý. Nếu lại có người tôn trọng Phật tăng và các kinh điển, cung kính cúng dường ca tụng ca ngợi, vì nhân duyên này mà xa lìa trầm cấu với các nghiệp trói buộc cùng mọi chướng ngại, được phước báo an vui, được sinh vào đường lành, đầu giữa cuối đều tốt đẹp, xa lìa khổ não, thường luôn an lạc liên tục không gián đoạn, xả bỏ nhơ nhiễm vì các phiền não,
Vô ma sai loạn, hàng phục không cho khởi lên, chấm dứt sự xoay tròn, giải thoát các cõi cho đến rốt ráo mà chứng chuyện y. Đối Đức Phật bảo các tỳ kheo, nếu lại có người dối trá nói năng không thật mê hoặc thế gian, mong cầu của cải, nuôi sống thân mạng với cả người giúp việc và ngựa, cho nhân viên này sau khi mạng hết, ác sẽ đọa địa ngục, chịu khổ thiêu đốt, lời cháy hừng hực liên tục không gián đoạn, khổ não đốt cháy không cùng tận, mà chịu các khổ báo ác kia như vậy là đều do nghiệp lôi kéo, không có cách gì xa lìa. Các điều khổ địa ngục cứ như cạm bẫy, rất vật hữu tình, khi không được tự tại. Nghiệp này cũng vậy, hay đó hữu tình rơi vào lửa dữ, thiêu đốt thân thể cả trong xương tủy, giống như đống lửa trong ngoài cũng vậy. Đại địa ngục đó khổ não vô lượng, vòng khắp bốn cửa, là có bốn góc, là mỗi góc cũng có thiêu đốt, những máu mủ phân dơ, nhiều cách trị phạt, đủ thứ khổ sở, lửa cháy thiêu đốt liên tục không gián đoạn. Khi ấy Đức Thế Tôn nói kệ, các hữu tình muôn muội, hơi dối tham của cải, nghiệp địa ngục lôi kéo, chịu các khổ thiêu đốt, cũng như các thuốc độc mình uống lại hại mình, tạo nghiệp cũng như vậy, như bóng không rời hình, như cây phát ra lửa, lửa trở lại đốt cây, quả khổ từ nhân ác mình lại mình phải chịu. Đức Phật bảo các tỳ kheo, đó là có người đối với cảnh, họ nếu khởi lên sự tham lam thì phải đến quán tưởng để có thể đối trị. Nếu đối với châu báu mà khởi lên ý tham thì tưởng như vòng lửa và nghĩ đến sự tan mất. Thế gian tham ái là vô lương, vô biên, do quán tưởng này mà thể đều xa lìa. Sự tâm trước ở thế gian tưởng như oan gia, thấy nước biển cả tưởng như chìm đắm. Thế đối với dao kiếm tưởng như phiền não, khi mây mưa xuống tưởng như là ít, khi thấy chư Phật tưởng đó là giải thoát, khi thấy quốc vương khởi lên ý tưởng tôn trọng, khi thấy cha mẹ khởi lên ý tưởng thân ái, khi khởi lên sự bận sẻn tưởng như thuốc độc, khi thấy quyến thuộc tạm dứt ý tưởng, khi hướng đến chỗ lắng lặng khởi lên ý tưởng bình đẳng, khi dậy gió sạch khởi lên ý tưởng sáng suốt, khi thấy vàng báu khởi lên ý tưởng tan mất, khi thấy người phá giới khởi lên ý nghĩ giúp đỡ, khi của cải tan mất tưởng như chẳng tồn tại, khi ở trong ba cõi tưởng như lao ngục, khi thấy vào mặt trời khởi lên ý tưởng trí tuệ, khi tu vắng lặng khởi tưởng cầu công đức. Tỳ kheo nên biết đối với tài vật của người khác mà khởi lên hành động dối lừa trộm lấy, thì do nhân này đọa vào địa ngục chịu cái thứ khổ não, thiêu đốt thân kia, tay chân thân thể bị tan nát, luôn ở chỗ tối tăm chẳng có chút ánh sáng, tâm bị ngu mê che lấp không thể lìa bỏ, không có được chút an vui, sẽ liền niết bàn. Một khi quả báo hết lại đọa vào địa ngục, vào ngạ quỷ và súc sinh, luôn chịu khốn khổ đối khác, bị đọa này khổ nhập, các khổ thuộc ác không có cùng tận, nên sinh trong loài người của cả thiếu thốn, lòng ham muốn hạt lại quá lớn, là người thấp hèn, khổ nhập liên tục không có chút giận tạm dừng. Đức Thế Tôn liền nói kệ, dối gạt trộm của người tự chịu ba niệm khổ, thường liên tục nói các khổ không dừng nghỉ, ngu si che trí tuệ ánh sáng mãi xa lìa, rồi lăn trong đường ác nghiệp hết mới ra khỏi. Bây giờ Đức Phật bảo các tỳ kheo, nếu là có người đối với các cảnh thuận theo ý xúc chạm thích thú mà phải lên sợ dính mắt mãi chẳng lìa bỏ, thì phải tạo ra ý tưởng cứng khổ thô ngạnh là vô thường sẽ tan mất, để nó thể nó không có tồn tại, như điên như mộng, tự tánh chẳng có. Đối với các thứ xúc chạm dịu dàng thể đều nên xa lìa. Tỳ kheo nên biết đối với các cảnh dục, cho để lòng yêu thích về lôi kéo, trần cảnh những dục của thế gian trong quá khứ hiện tại vị lai, nếu có ưa thích thì phải nên xa lìa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Diệu Thánh Pháp, Diệu Pháp Thánh Niệm Xứ, quyển 2.